Một hãng công nghệ đình đám bắt đầu dùng tiền số. Tập đoàn muốn thuê một giám đốc có kinh nghiệm với tiền điện tử. Dạo gần đây, công ty đa quốc gia xác nhận ứng viên tiềm năng có hơn 1.800 ngày kinh nghiệm với những dịch vụ thanh toán thay thế. Điều cho thấy sự chú ý nhiều hơn đến tiền điện tử. Ngoài ra, công ty thành lập năm 1976 muốn chuyên gia có kiến thức trong giải pháp mới nổi trên toàn cầu. Vào năm 2019, công ty bán phần mềm máy tính đã thể hiện mối quan tâm tới tiền ảo khi người phó chủ tịch xác nhận đồng tiền mã hóa có tiềm năng lâu dài. Đồng thời, công ty bán thiết bị điện tử tiêu dùng cũng đang theo dõi hoạt động liên quan tới loại tài sản này. Đi sâu hơn, người có bộ tóc vàng khẳng định quá trình áp dụng thanh toán không tiếp xúc tại xứ sở cờ hoa chậm hơn so với lục địa già. Lúc 2 giờ 18 phút đồng hồ chiều ngày 27 tháng 5 giờ Tây Cam, giá đồng tiền xuất hiện năm 2009 nằm mức hơn 38.000 USD, đã giảm sâu gần 5% so với một ngày trước. Giá giao dịch cao nhất ở mức gần 41.000 USD. Bên cạnh đó, một vài đồng tiền số khác có xu hướng không giống nhau như Ethereum giảm đỉnh điểm gần 5% với mức giá hơn 2.700 USD, Cardano giảm mạnh gần 5% với mốc 1,69 USD, Binance Coin giảm gần 5% và đạt mốc giá hơn 357 USD. Chilix tăng mạnh mẽ hơn 16% ở mức giá 0,318 USD. Filecoin giảm mạnh gần 3% tại giá mua hơn 71 USD. Mong bạn không tham gia bất kỳ hoạt động nào làm mất tài sản. Bản tin tiền mã hóa hôm nay kết thúc. Cảm ơn và chúc một ngày may mắn.